Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vua Đồ Đẹp. Thì không biết là anh có đang muốn tìm kiếm cho mình một chiếc hạt tàn xì gà đẹp, sang và chất lượng để mình có thể thưởng thức điếu xì gà của mình cùng những người bạn, cũng như là để trang trí thêm cho cái căn phòng của mình một thêm ấn tượng cũng như là thêm phong cách không ạ? Thì video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc hạt tàn rất là chất lượng đến từ thương hiệu Kohiba các anh nha, với mã hàng là HB3018. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng, các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Mình có thể quan sát giúp em, chiếc hộp tuy nhìn rất là đơn giản nhưng mà các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn để làm quà tặng hay là quà biếu sếp, đối tác, đồng nghiệp của mình nhân dịp trọng đại thì cũng rất là tuyệt vời các anh nha. Rất đẹp và rất là sang như thế này. Wow, các anh có thể quan sát giúp em một chiếc gạt tàn vừa mới mở ra thôi đã thấy rất là nổi bật luôn, đúng rồi không ạ? Rất là nổi bật rồi đúng không ạ? Cực kỳ nổi bật và cực kỳ là ấn tượng như thế này, với viền vàng đồng rất đẹp như thế này. Ở đây thì mình có logo của Kohiba các anh nha, logo của Kohiba. Một chiếc hạt tàn hai điếu đến từ thương hiệu Kohiba, rất là cao cấp cũng như là sang trọng như thế này. Đây cũng là một trong những mẫu gạt tàn được AB Shop bán chạy nhất trong thời gian vừa qua luôn các anh nha. Một mẫu gạt tàn Kohiba được làm từ gỗ thịt tự nhiên 100% cho em các anh nhá. 100% gỗ thịt rất nặng cũng như cực kỳ là dày luôn các anh ạ. Mình có thể quan sát giúp em, gỗ thật 100% nên các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em nha. Tất cả đều được xử lý đủ quy trình để đảm bảo chất lượng gỗ, càng dùng càng nhẵn, không hề lo cũ cũng như là xuống mã theo thời gian đâu các anh nhỉ. Rất là tuyệt vời, mình yên tâm giúp em là càng dùng càng mới luôn, không hề lo bị xuống mã giúp em. Rất là đẹp, kích thước của cái mẫu gạt tàn này thì cũng không quá to, rất là vừa phải, giúp các anh mình có thể để trên bàn làm việc hoặc là để ở bàn trà mà không chiếm nhiều diện tích của các anh. Rất là tiết kiệm diện tích mà cũng như là tăng thêm cái vẻ sang trọng cho bàn làm việc cũng như là cái khu vực mà mình hoặc là căn phòng mà mình để chiếc gạt tàn này, đúng không ạ? Rất là sang luôn. Cái chiều cao như thế, chiều cao của phần này thì là 30mm cả nhà, còn cái chiều dài này thì là 200mm, còn phần rộng này thì là 140mm giúp em các anh nha. Rất là nhỏ gọn, cũng không quá là to đâu các anh ạ. Do được làm bằng gỗ tự nhiên nên mẫu Kohiba HB3018 này có các cái vân gỗ tự nhiên. Đây mình có thể quan sát giúp em, có các cái vân gỗ các anh nhà mình có thể quan sát giúp em ạ. Có các vân gỗ rất là khác nhau, không hoàn toàn giống nhau tùy lô hàng, nhưng mà chúng không hề thay đổi về chất lượng, nên là khi mà hàng về mà có thay đổi một chút về những cái vân này thì các anh mình cũng lưu ý giúp em nha. Vẫn là hàng chất lượng 100% nên các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em. Một chiếc gạt tàn có thể nói là đẳng cấp và sang trọng. Khay rãnh đỡ này thì có hai khay rãnh đỡ các anh nhà, tương thích với hầu hết các ring size xì gà thông dụng hiện nay trên thị trường. Khay rãnh đỡ thì được làm bằng đồng rất là chất lượng, bên ngoài thì được mạ vàng giúp cho sản phẩm thêm cái phần sang trọng như là đẳng cấp hơn. Các anh mình cũng có thể quan sát là khi em vừa mở chiếc hộp ra một cái là ánh vàng lên rất là sang trọng luôn, đúng không ạ? Cực kỳ sang. Và ở đây thì mình có logo của Kohiba. Logo của Kohiba nhận diện thương hiệu cực kỳ tốt luôn, đúng không ạ? Rất là chất lượng và cũng như cực kỳ là đẹp luôn các anh nha. Phần lòng gạt tàn này thì cũng được làm từ đồng, liền mạch với khay rãnh đỡ, các anh mình có thể quan sát giúp em. Tất cả phần khuôn trong này được đúc đồng nguyên khối và mạ vàng toàn bộ các anh nha. Phần lòng gạt tàn này rất là nhẵn, giúp các anh mình dễ dàng vệ sinh sạch sẽ. Sau mỗi lần mình sử dụng, mình chỉ cần sử dụng một khăn ướt hoặc là một chiếc một tờ giấy thôi, tờ giấy của mình mà tờ giấy ăn ý, thì các anh mình cũng có thể lau qua là nó sẽ sạch rồi, rất là dễ dàng sử dụng các anh ạ. Một chiếc gạt tàn rất là chất lượng cũng như là cực kỳ là sang và đẳng cấp đến từ thương hiệu Kohiba. Hơn nữa thì mẫu gạt tàn này cũng mang một cái cảm hứng rất là tuyệt vời cho các anh khi mà mình thưởng thức xì gà luôn. Cũng là một món quà rất là ý nghĩa và tuyệt vời dành tặng cho những người hút xì gà. Và mình có thể quan sát giúp em cái phần mộc đáy này nhá. Mộc đáy này ở phần đáy này thì mình còn được phủ một lớp nhung rất là tiện ích như thế này, giúp cho các anh mình để trên mặt phẳng, không hề lo bị trơn trượt đâu các anh nhà. Mình hoàn toàn yên tâm giúp em. Một chiếc gạt tàn gỗ chất lượng cũng như là bền đẹp như thế này, còn lý do gì mà chúng ta không lựa chọn, đúng không ạ? Anh nào mà mình kết mẫu sản phẩm này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. AB Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.